Chào bạn, mình là Ngọc Anh. Chắc hẳn khi mà tìm đến lớp học này, bạn đang rất mong muốn tìm một giải pháp để chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đúng không nào? Với kinh nghiệm 5 năm nghiên cứu diện trần và tự chăm sóc bản thân mình thì đây là một cái lớp học mà mình đã dùng rất là nhiều tâm huyết cũng như là đọc rất là nhiều tài liệu, học hỏi từ rất nhiều người thầy và học từ chính những bạn học viên qua 13 khóa học diện trần làm đẹp ở Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Đây là một cái khóa học mà đi từ việc chăm sóc sắc đẹp cơ bản nhất như là chăm sóc da, chăm sóc tóc, rồi giảm mỡ bụng. Chắc hẳn cái nội dung mà giảm mỡ bụng thì các bạn sẽ quan tâm nhất. Và trong khóa học này thì mình còn hướng dẫn các bạn cách ăn làm sao để cơ thể được hấp thu đầy đủ dinh dưỡng nhất, cách uống nước ra làm sao để vừa đủ nước cho cơ thể mà lại vừa giúp thải độc nữa. Phụ thuộc vào những thứ bên ngoài, những thứ mà mình nghĩ rằng là nó, nếu mà không có nó thì mình không thể sống được. Lúc đó là bạn đã bị phụ thuộc vào những thứ như vậy. Do vậy, khóa học diện trần làm đẹp này, mình sẽ đồng hành cùng với các bạn để chúng ta có thể khám phá được sức khỏe và vẻ đẹp từ bên trong.